Theo dự báo, đến năm 2025, tổng số hộ dân làm nông nghiệp tại các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ như sau: huyện Củ Chi giảm còn 4%, huyện Hóc Môn còn 0,6%, huyện Bình Chánh còn 0,4%, huyện Nhà Bè còn 0,1%, chưa tới 1.000 hộ dân. Chỉ riêng có Cần Giờ, đất nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm đến 60%. Đến năm 2025 còn khoảng hơn 3.000 hộ dân làm nông nghiệp chiếm 18%. Diễn giải huyện thì phải có nhiều đất nông nghiệp, có nông dân và nông thôn. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề về tương lai năm huyện của thành phố và nhận định: hiện nay các huyện đang rất áp lực trong việc giữ tỷ lệ đất nông nghiệp và tỷ lệ người làm nông nghiệp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý thành phố cần có quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp để bảo đảm thu được ngân sách từ nguồn lực đất đai và ngăn chặn hiệu quả việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bất hợp pháp.